Xin chào các bạn. Saint Petersburg vốn dĩ là một cố đô và là trung tâm văn hóa lớn nhất nước Nga. Nơi đây nổi tiếng với hiện tượng đêm trắng và những công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời gắn liền với sự ra đời của đế chế Nga cũng như là quá trình hội nhập về thế giới hiện đại với tư cách là một cường quốc châu Âu. Saint Petersburg nằm hoàn toàn ở phía tây bắc vùng Leningradskaya và là trung tâm của quận liên bang tây bắc nước Nga. Vì là một trong ba thành phố liên bang của nước Nga nên diện tích của nó khá nhỏ, chỉ khoảng 1.440 km², tương đương với thành phố Cần Thơ ở Việt Nam. Nhưng Saint Petersburg có dân số đông thứ hai nước Nga và xếp thứ tư toàn châu Âu với hơn 5,5 triệu người. Mật độ dân số khoảng 3.819 người trên 1 km², trong đó nhóm dân tộc Nga chiếm đến 92% dân số của thành phố. Vị trí của thành phố Saint Petersburg ban đầu là nơi mà thực dân Thụy Điển cho xây dựng một pháo đài lớn có tên là Nyanskan. Pháo đài này được xây dựng vào năm 1611 tại hợp lưu sông Neva và sông Okhta. Trong cuộc chiến phương Bắc giữa Nga và Thụy Điển nổ ra vào tháng 5 năm 1703, sao hoàng Peter Đại Đế đã thành công trong việc kiểm soát toàn bộ pháo đài này. Đến ngày 27 tháng 5 năm 1703, ông đã tuyên bố thành lập Saint Petersburg theo tiếng Hà Lan và sau đó được chuyển thành Saint Petersburg theo tiếng Đức. Thành phố được xây dựng một cách nhanh chóng nhờ sự tham gia của hơn 300.000 công nhân đến từ khắp nước Nga cùng một số tù nhân chiến tranh người Thụy Điển. Pháo đài Thánh Peter và Paul ở trên đảo Zayachi gần cửa sông Neva là công trình bằng gạch đá đầu tiên được khởi công xây dựng ở thành phố này. Cho đến năm 1712 thì Peter Đại Đế đã chọn Saint Petersburg làm thủ đô mới của đế chế Nga, mặc dù trên lý thuyết thì vùng đất này vẫn đang thuộc chủ quyền của Thụy Điển. Chỉ khi Hiệp Đức Nystad vào năm 1721 được ký kết thì vị thế của thủ đô Saint Petersburg mới được công nhận ở Pháp. Sau thất bại trước Nhật Bản trong cuộc chiến tranh năm 1905, đế chế Nga đã phải đối mặt với làn sóng biểu tình phản đối sao hoàng và giới quý tộc. Ngày Chủ nhật đỏ, tức ngày 22 tháng 1 năm 1905 ở Saint Petersburg đã trở thành một sự kiện lịch sử không thể quên khi quân đội hoàng gia đã nã súng vào đoàn biểu tình trước cung điện mùa đông, khiến gần 1.000 người dân thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Điều này đã thổi bùng lên sự phẫn nộ của người dân và dẫn đến cuộc cách mạng Nga lần thứ nhất. Sau đó, sao hoàng Nicholas đệ nhị buộc phải thực hiện nhiều cuộc cải cách để xoa dịu tình hình, nhưng vẫn cố gắng duy trì chế độ quân chủ. Khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ vào năm 1914, Nicholas đệ nhị đã đổi tên thành phố thành Petrograd nhằm xóa bỏ các từ tiếng Đức là xanh và bớt, làm giảm sự căng thẳng trong dân chúng. Tuy nhiên thì tình hình vẫn không có nhiều tiến triển, cho đến khi cuộc cách mạng tháng 3 năm 1917 hay còn gọi là cách mạng tháng 2 theo lịch Julian diễn ra. Sự kiện này đã chấm dứt chế độ phong kiến ở Nga và lập nên một chính phủ tư sản lâm thời do Kerensky đứng đầu. Mặc dù vậy, chính phủ lâm thời vẫn không thể giải quyết được các vấn đề về việc làm và thiếu lương thực, dẫn đến nhân dân ngày càng bất mãn. Cuộc cách mạng tháng 10 diễn ra cùng năm đó do vị lãnh tụ Vladimir Ilyich Lenin lãnh đạo đã thành công giải tán chính phủ lâm thời, đồng thời lập ra nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Sau sự kiện này thì vào năm 1918, Moscow được chọn làm thủ đô thay thế cho Petrograd nhằm tránh các cuộc xung đột biên giới do Đức gây nên. Đến năm 1924 thì thành phố được đổi tên thành Leningrad với mục đích tôn vinh vị lãnh tụ Lenin quá cố cũng như là cuộc cách mạng tháng 10 thành công. Mặc dù vậy, thành phố lại một lần nữa rơi vào chiến tranh khi Liên Xô bị Đức Quốc xã tấn công vào tháng 6 năm 1941. Ước tính, cuộc vây hãm Leningrad kéo dài gần 900 ngày kể từ tháng 9 năm 1941 đến tháng 1 năm 1944 đã khiến hơn 5,5 triệu người thương vong và mất tích, biến nó trở thành một trong những trận chiến tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Sau khi đã trải qua các giai đoạn thăng trầm khác nhau trong thời kỳ chiến tranh lạnh, thì đến tháng 6 năm 1991, khoảng nửa năm trước khi Liên Xô tan rã, thì thành phố lại được đổi tên thành Saint Petersburg như hiện nay và thường được người dân địa phương gọi tắt là Peter. Về mặt địa lý thì thành phố Saint Petersburg nằm hoàn toàn ở phía đông biển Baltic, ngay khu vực cửa sông Neva, nên địa hình khu vực này gần như là hoàn toàn bằng phẳng. Các khu vực đồi núi thấp chủ yếu tập trung ở rìa phía nam của thành phố, trong đó là núi Orekhovaya có độ cao 176m so với mực nước biển, được xem là nóc nhà của Saint Petersburg. Ngọn núi này thuộc khu bảo tồn thiên nhiên có tên là cao nguyên Dudenhof, nằm ở ranh giới Saint Petersburg và vùng Leningradskaya. Thảm thực vật ở đây chủ yếu là các loài cây như là phong, tro, thanh lương trà, bạch dương và vân sam, vân vân. Nằm ở phía bắc của thành phố là vùng sinh thái rừng taiga với phần lớn là các khu rừng lá kim. Tuy nhiên thì hiện nay, hệ sinh thái này đang dần bị thay thế bởi các khu đô thị và khu nghỉ dưỡng. Những công trình này nằm ở giữa khu rừng lá kim rộng lớn và được bao quanh bởi những cồn cát và bãi biển mịn. Bên cạnh đó, khu vực này cũng nổi bật với nhiều vùng đầm lầy và hồ nước, trong đó tiêu biểu nhất là công viên quốc gia Hồ Su Chi. Công viên này nổi bật với một hồ nước lớn trong xanh, bên cạnh là những cánh rừng thông và vân sam độc đáo. Do nằm ở hạ lưu sông Neva và phía đông biển Baltic, cùng với độ cao chỉ khoảng 4m so với mực nước biển, nên suốt lịch sử phát triển thì khu vực trung tâm của Saint Petersburg đã phải hứng chịu khoảng 300 trận ngập lụt.
Nguyên nhân của những trận ngập lụt là do mưa lớn và tuyết tan ở đầu nguồn sông Neva kết hợp với hiện tượng chiều cường ở phía đông biển Baltic khiến mức nước ở vịnh Neva dâng lên nhanh chóng. Để kiểm soát tình hình, thì từ những năm 1980, thành phố đã cho xây dựng một con đập dài 29 km xuyên qua vịnh Phần Lan để ngăn chặn chiều cường, cũng như một số kênh đào khác đã được xây dựng để hỗ trợ cho việc thoát nước cho sông Neva. Con đập này cũng góp phần tạo nên một vùng đầm phá nhân tạo khổng lồ bên trong vịnh Phần Lan. Đến năm 2011, thành phố Saint Petersburg đã khánh thành một hệ thống đường giao thông ở phía trên con đập, kết nối đảo Kotlin với phần đất liền ở Lomonosov ở phía nam, Lizinov ở phía bắc. Về tổng thể thì đảo Kotlin có chiều dài khoảng 10,7 km, rộng khoảng 4,4 km với tổng diện tích khoảng 15 km². Ở phía tây của đảo chủ yếu là các bãi cạn và pháo đài quân sự được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 18, trong khi khu vực phía đông là nơi tọa lạc của thành phố Kronstadt với hệ thống cầu cảng hiện đại, đồng thời là một trong ba căn cứ đóng quân của hạm đội Baltic, hạm đội hải quân lâu đời nhất của Nga. Thành phố Kronstadt được Peter Đại Đế thành lập sau khi giành lấy đảo Kotlin từ người Thụy Điển vào năm 1703. Đến năm 1921, trên đảo xảy ra cuộc nổi dậy Kronstadt khiến hơn 11.000 người thương vong. Xung quanh đảo Kotlin là vô số các pháo đài đồ sộ được xây dựng ngay sau khi Saint Petersburg được thành lập nhằm tạo thế phòng thủ vững chắc trong cuộc chiến phương Bắc với Thụy Điển. Một trong những pháo đài nổi tiếng nhất ở đây là pháo đài Alexander, được xây dựng từ năm 1838 đến năm 1845. Pháo đài này nằm trên một nền móng của một hòn đảo nhân tạo với khoảng 5.500 trụ đứng, dài khoảng 12 mét tính từ đáy biển. Về sau, nơi này được phủ thêm các lớp cát, bê tông và đá granite. Pháo đài Alexander có chiều dài khoảng 90 mét, rộng khoảng 60 mét, gồm 3 tầng với khoảng 134 khẩu súng thần công được đặt trên mái. Mặc dù chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào, nhưng cũng nhờ sự hiện diện của pháo đài mà đế chế Nga đã làm chùn bước hạm đội Anh Pháp trong thời kỳ chiến tranh Crimea năm 1853 đến năm 1856. Đến cuối thế kỷ thứ 19, pháo đài này đã được chuyển đổi thành một phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu các dịch bệnh nguy hiểm như là tả, uốn ván, sốt phát ban, v.v. Đặc biệt là các cuộc thí nghiệm liên quan đến vi khuẩn bệnh dịch hạch. Pháo đài đã được Hải quân Nga tiếp quản từ năm 1917, sau đó bị bỏ hoang vào năm 1983 và được khôi phục thành địa điểm tham quan nổi tiếng từ năm 2007. Nhìn chung thì thành phố Saint Petersburg có một khí hậu lục địa ẩm ướt, nên mùa hè ở đây thường mát mẻ và khá ngắn, trong khi mùa đông dài và lạnh. Nhiệt độ trung bình của mùa đông có thể xuống dưới khoảng âm 9 độ C, khiến cho nước sông Neva và vùng biển vịnh Phần Lan thường đóng băng vào tháng 11 và tháng 12. Riêng năm 2007 và 2020, nó xảy ra vào cuối tháng 1, trước khi tan chảy vào tháng 4. Lượng mưa trung bình hàng năm ở đây dao động từ khoảng 600 đến 750 mm và thường đạt cực đại vào cuối mùa hè. Ngoài ra, nếu đến thăm Saint Petersburg vào khoảng tháng 6 đến tháng 7, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng đêm trắng độc đáo của thành phố. Nhờ có độ cao thích hợp, cảnh quan thoáng đãng và không khí dễ chịu nên Saint Petersburg luôn chào đón rất đông du khách ghé thăm mỗi năm. Trong thời gian này, du khách có thể tham gia các lễ hội hay buổi hòa nhạc đầy sắc màu, hoặc đơn giản là ngắm nhìn các khung cảnh đầy lãng mạn của ánh mặt trời chiều xuống. Về mặt kinh tế thì Saint Petersburg là trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Liên bang Nga, chỉ xếp sau thủ đô Moscow. Theo số liệu thống kê từ nhà nước Liên bang Nga, GDP trong năm 2020 của thành phố đạt khoảng 66,4 tỷ USD, còn GDP bình quân đầu người vào khoảng 12.081 USD, chỉ tương đương với thu nhập bình quân đầu người của nước Nga. Nhờ có vị trí địa lý thuận lợi nên Saint Petersburg có thể phát triển đa dạng các ngành công nghiệp như là đóng tàu, cơ khí với các xưởng Electrosila, xưởng Kirov và đặc biệt là luyện kim và kim loại màu, v.v. Bên cạnh đó, thành phố còn có rất nhiều nhà máy chưng cất rượu và sản xuất các loại vodka. Thêm vào đó thì Saint Petersburg còn là một đầu mối giao thông quan trọng, cũng như là một phần của tuyến hành lang giao thông nối vùng Scandinavia với Nga và Đông Âu. Quanh khu vực sông Neva có một số cảng sông chuyên phục vụ công tác vận chuyển hành khách. Trong khi đó, cảng Saint Petersburg nằm ở trong vịnh Neva là cảng biển lớn nhất của thành phố khi đã tiếp nhận và xử lý khoảng 62 triệu tấn hàng hóa trong năm 2021. Vốn là niềm tự hào của dân Nga và trải qua một thời kỳ lịch sử phát triển đặc sắc, nên thành phố Saint Petersburg còn được xem như là thủ đô văn hóa của nước Nga. Và điểm đến đầu tiên không thể bỏ qua ở Saint Petersburg chính là Cung điện Mùa Đông, một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất thế giới. Công trình này tọa lạc bên bờ sông Neva, được khởi công xây dựng vào năm 1711. Kể từ đó, cung điện liên tục được xây mới và mở rộng diện tích. Ngày nay, Cung điện Mùa Đông có tổng diện tích khoảng 9 hecta, mang đậm dấu ấn của lối kiến trúc Baroque, với khoảng 5 triệu viên gạch cùng nhiều loại đá quý được nhập khẩu từ Ý và Phần Lan. Cung điện có chiều cao khoảng 30m và bề ngang lên tới 150m, trong khi bên trong cung điện có khoảng 350 sảnh lớn nhỏ với hơn 1.000 căn phòng, với vô số các tác phẩm nghệ thuật trang trí độc đáo. Trường phái kiến trúc Baroque rất dễ nhận thấy ở đây với những mái vòm rộng và những ô cửa sổ hình oval.
Bước vào bên trong, du khách có thể sẽ choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của nó. Trần cung điện cao, mở rộng và được khảm đầy các tác phẩm nghệ thuật, trong khi sàn nhà được lát bằng loại đá hoa cương quý hiếm. Lan can của cầu thang cùng với trần, tường, cửa sổ, cửa chính, tất cả đều được chăm chút và thiết kế tỉ mỉ bởi những tác phẩm điêu khắc, chạm trổ, mạ vàng lấp lánh, khiến cho mỗi không gian đều có những nét độc đáo riêng biệt. Đã bước vào bên trong cung điện mùa đông thì bạn cũng không nên bỏ qua bảo tàng Hermitage. Bảo tàng Hermitage được thành lập vào năm 1764 và hiện nay đang là một trong những bảo tàng nghệ thuật được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới với khoảng 1,65 triệu lượt khách vào năm 2021. Khi đến đây tham quan, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khoảng 3 triệu hiện vật với một phần nhỏ là các hiện vật trưng bày cổ định được sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có những tác phẩm nghệ thuật vô giá, vốn là thành quả của các bậc thầy nghệ thuật thời kỳ phục hưng như là Michelangelo, Van Gogh, Picasso, v.v. Các bộ sưu tập chiếm một khu vực hợp lớn, gồm 6 tòa nhà lịch sử dọc theo bờ kè cung điện. Một trong những tác phẩm nổi bật ở Hermitage chính là chiếc đồng hồ con công Pavlin, có tuổi đời ngang ngửa với cung điện mùa đông. Mặc dù đã tồn tại hàng trăm năm, nhưng cho đến nay, chiếc đồng hồ vẫn hoạt động bình thường, luôn phát ra những điệu nhạc độc đáo, cùng với sự chuyển động linh hoạt của con công hay là tiếng gáy độc đáo của nó, v.v. sẽ khiến du khách phải ngỡ ngàng, thích thú. Địa điểm thứ 3 trong danh sách này là cung điện mùa hè, một quần thể kiến trúc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cung điện được khởi công xây dựng từ năm 1714 dưới thời sao Hoàng Peter Đại Đế. Ông đã tập hợp hết những bậc thầy kiến trúc châu Âu để phác thảo một cung điện theo kiến trúc cổ La Mã với những dinh thự uy nga, vườn ngự rộng lớn. Khối kiến trúc đồ sộ này phải mất khoảng 150 năm mới hoàn thành. Khi hoàn thành nó, tổng diện tích vào khoảng 3.934 ha, gồm có 7 công viên, 20 lâu đài và tiền sảnh, khoảng 140 vòi phun nước cùng vô số hạng mục khác. Bắt nguồn từ cuối tháng 4 cho đến hết mùa hè hàng năm, những vòi phun nước bắt đầu hoạt động với nguồn nước được cấp hoàn toàn từ con suối Ropsa, cách cung điện khoảng 20 km. Và khoảng 11 giờ trưa, bạn sẽ được nghe một bản thánh ca tuyệt vời được tạo nên từ 140 đài phun nước. Thêm vào đó, kết hợp với đài phun nước và tạo nên nét lộng lẫy cho cung điện mùa hè, đó chính là những hình nhân được mạ vàng sáng bóng mô phỏng lại những vị thần Hy Lạp. Công viên xung quanh cung điện được phủ với sắc xanh của cây cỏ, của hoa lá và đài phun nước, có phần mang đến một không gian mát mẻ, xoa dịu đi cái nắng ngày hè. Trong khi đó, bên trong cung điện mùa hè còn lối kiến trúc rất xa hoa, lộng lẫy với gam màu trắng vàng chủ đạo, kết hợp màu đỏ của các chi tiết nội thất. Tổng thể không gian thể hiện rõ nhất qua đặc trưng của kiến trúc Hoàng gia Nga. Vì được xây dựng với mạng lưới sông ngòi và kênh đào dày đặc, nên thành phố hiện nay có khoảng 800 cây cầu lớn nhỏ khác nhau. Chính vì điều đó đã giúp cho Saint Petersburg được biết đến như là Venice của phương Bắc. Cây cầu nổi bật nhất và được du khách ghé thăm nhiều nhất ở thành phố này chính là cầu Chùa Ba Ngôi. Cây cầu này được xây dựng từ năm 1897 đến năm 1903 và từng là cây cầu dài nhất ở Saint Petersburg. Tổng chiều dài của nó khoảng 582 m và rộng khoảng 24 m. Cây cầu gây ấn tượng mạnh mẽ bởi năm mái vòm được trang trí bằng lưới sắt đúc nghệ thuật, cột trụ bằng đá granite với đèn lồng và đèn lồng ba màu bằng kim loại theo phong cách tân nghệ thuật. Mặc dù có nhiều nhịp nhưng chỉ có nhịp bên trái cầu là có thể mở được. Điều khiến du khách thích thú khi đến đây là có thể nhìn rõ nhiều cây cầu và công trình kiến trúc ấn tượng khác bên bờ sông Neva, đồng thời có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố khi màn đêm buông xuống. Và cuối cùng là nhà thờ chính tòa thánh Isaac nổi tiếng của Saint Petersburg. Đây là nhà thờ chính thống giáo Nga lớn nhất trong thành phố, được xây dựng vào năm 1818 và được hoàn thành vào năm 1858. Đây là công trình tôn vinh thánh Isaac, vị thánh bảo trợ của sao Hoàng Peter Đại Đế khi ông được sinh ra vào ngày lễ của vị thánh này. Sau đó vào năm 1931, chính quyền Xô Viết đã quyết định biến nhà thờ trở thành một bảo tàng và vẫn được duy trì cho đến tận ngày nay. Nhà thờ là một công trình dài khoảng 111 mét, rộng khoảng 98 mét, không gian bên trong nhà thờ có diện tích khoảng 7.000 m2 và có thể chứa tới khoảng 12.000 người. Ngoại thất của nhà thờ là sự kết hợp giữa trường phái tân cổ điển và kiến trúc Byzantine với một mái vòm lớn ở trung tâm và 4 mái vòm phụ xung quanh. Mặt ngoài nhà thờ được ốp bằng đá xám và hồng với tổng cộng 112 cột đá granite đỏ nặng tới 114 tấn. Mái vòm chính của nhà thờ cao đến 101,5 mét và được mạ vàng nguyên chất lấp lánh. Những mái vòm được thiết kế và trang trí bằng 12 bức tượng thiên thần của Joseph Hermann. Treo trên đỉnh mái vòm là hình ảnh một chú chim bồ câu trắng được chạm khắc một cách tinh tế, tượng trưng cho chùa thánh thần. Bên trong nhà thờ còn có 200 bức tranh khảm cùng một số bức tranh vẽ tay của nhiều danh họa nổi tiếng của Nga. Những bức tường được trang trí bằng những loại đá granite, đá cẩm thạch, đá quý và ngọc nhiều màu với khoảng 43 chất liệu khác nhau. Nhờ sự phong phú này mà nhà thờ còn được coi là bảo tàng địa chất của Nga. Và vừa rồi là những thông tin về cố đô Saint Petersburg. Các bạn hãy cho 5 phút thôi biết cảm nhận của mình về thành phố này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.